Và bây giờ sẽ là thành phần số 10 Hoàng Du Quyên, phía binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Số 19 Đoàn Thị Lâm Anh, đội trưởng. Số 1-0 cho binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Một pha sửa lỗi kỹ thuật của các cầu thủ Tứ Xuyên Trung Quốc và điểm thứ hai đã được ghi. Trường tư Bình Phước đang vươn lên dẫn với tỷ số 2-0 ở trận đấu đầu tiên này. Bắt bước một không tốt khiến cho các cô gái của Tứ Xuyên Trung Quốc phải xử lý những tình huống xử lý kỹ thuật. Và vừa rồi lại một điểm nữa được ghi, điểm số được quân bình 8-0 cho binh chủng thông tin. Trận đấu tiếp tục, điểm số là 13-15. Binh chủng thông tin trường tư Bình Phước nắm quyền giao bóng. Hàng sau, và đó là một pha kết thúc hàng sau quá tuyệt vời của Tứ Xuyên Trung Quốc. Vẫn là Miao Yiwen. Khi mà Tứ Xuyên Trung Quốc liên tục khai thác và đưa cho cầu công này để có thể mang về những điểm số dành cho Tứ Xuyên Trung Quốc, điểm dành cho binh chủng thông tin 16-19. Vẫn còn một khoảng cách là 3 điểm. Pha vào bóng của Lâm Oanh. Liên tiếp được ghi những điểm số rất quan trọng, xuất sắc. Đó là một phong độ thi đấu đang rất tuyệt vời của Vi Thị Như Quỳnh. 19-21. Phạm Thị Hiền. Và vào bóng tấn công rất tốt của Phạm Thị Hiền. Mười ba hai mươi là điểm số hiện nay rồi. Hàng sau rất xuất sắc. Và đó là điểm thứ 25 của Tứ Xuyên Trung Quốc. Sẽ đấu đầu tiên. Điểm là 2-1. Tấn công nhanh. Một pha bóng quá bất cẩn của số 15 Giang Sinh Linh. Bóng vẫn trong cuộc. Hàng 2. Một pha xử lý hàng sau rất tốt và ngay sau đó các tay trắng của binh chủng thông tin trường tư Bình Phước đã cho thấy họ phán đoán và thiết lập bộ đôi trắng để ghi điểm thứ 10 cho binh chủng thông tin Bình Phước. Đã liên tiếp ghi 2 điểm để tiếp tục giữ khoảng cách là 3 điểm so với đối thủ. Rất khó để cho các cầu thủ của binh chủng thông tin có thể cứu bóng trong tình huống vừa rồi. 12-14, đổi giao bóng về cho Tứ Xuyên Trung Quốc. 14-0 rồi, điểm số đã được quân bình cho Tứ Xuyên Trung Quốc. Trước đó có thể thấy
Tứ xuyên Trung Quốc đã không thể chủ động khi mà đường truyền dành cho Miao Shiquan là hơi với. Nhưng số 12 bên về sự quyết tâm cũng như là cố gắng để có thể quân bình được điểm số, bởi vì đây là điểm số đầu tiên, 19-21. Họ cần đẩy cao hơn nữa sự quyết tâm và thi đấu với hơn 100% phong độ. Cầu thủ được đặc biệt danh rất dễ thương là sóc nhỏ bên phía binh chủng thông tin. Bóng vẫn trong cuộc. Hàng sau, và đó là pha ghi điểm của Miao Yiwen. Không thể tạo ra một bất ngờ. Miao Yiwen lần này lại tiếp tục là pha ghi điểm của Miao Yiwen. Sẽ đấu thứ hai. Vẫn là Như Quân. Không khó để Miao Yiwen có thể ghi được điểm thứ 8 dành cho Tứ xuyên Trung Quốc ở set đấu thứ 3 này. 8-10. Dẫn trước với điểm số là 10-5. Và giờ đây thì binh chủng này là quá mong manh. Rất hay, một pha triển khai tấn công nhanh của binh chủng thông tin. 13-10. Như Quỳnh. Và phát bóng tấn công của Như Quỳnh. Miao Yiwen. 15-10. Và họ đã thi đấu mạch lạc hơn, hạn chế những mũi tấn công bên phía của Tứ xuyên Trung Quốc. Và bên cạnh đó thì những đợt tấn công của binh chủng thông tin trường tư Bình Phước cũng diễn ra một cách mạch lạc và mang lại một hiệu quả nhất định. Và kết thúc của Giang Diên Diên là quá tốt. Điểm thuộc về cho Tứ xuyên Trung Quốc, 13-19. Chia tay mặc dù lượt trận cuối vẫn chưa diễn ra. Điểm mới được ghi cho Tứ xuyên Trung Quốc, 16-19. Vẫn lại là Như Quỳnh. Và vẫn lại là một pha. Ý đồ thực hiện pha tấn công nhanh đã không thành công của các cô gái binh chủng thông tin. Điểm cho binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Hàng sau, và đó là pha ghi điểm hàng sau thành công.
đấu với hơn 100% phong độ để có thể giành được chiến thắng ở set đấu này và đưa trận đấu vào set đấu quyết định. Tuy nhiên, chúng ta của trận đấu này sẽ được cập nhật trong trận đấu vào lúc 17 giờ cũng như là các bản tin của VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng tiếp tục với những diễn biến của cặp đấu. Điểm 13-10. Và tấn công của Nguyễn Thị Phương đã không thể qua được hàng rào trắng bên phía Tứ Xuyên Trung Quốc. Tứ Xuyên Trung Quốc giao bóng, tấn công nhanh, điểm cho Tứ Xuyên Trung Quốc. Trường Tư Bình Phước, họ đã thi đấu rất kiên cường và giờ đây đã quất mình được điểm số. Tuy nhiên vấn đề là ở set đấu thứ tư này các học trò của huấn luyện viên hàng sau, và đó là pha xử lý hàng sau rất tốt của Phạm Thị Phương. Không, xin lỗi quý vị, đó là pha dứt điểm của Nguyệt Anh. Đều rồi. Chắn bóng tốt và là điểm số thứ. Giữ điểm nhanh. Điểm 25 cho bên Chủng Thông tin Trường Tư Bình Phước, và như vậy sau 4 set, tỷ số đang là 2 đều. Và cả hai sẽ bước vào set thi đấu thứ 5, chạm điểm 15. Như Quỳnh, điểm cho bên Chủng Thông tin Trường Tư Bình Phước 8-6. Và bây giờ cả hai đội sẽ đổi sân để tiếp tục cho set thi đấu thứ 5 mang tính chất quyết định này. Miao Jiwen cũng vẫn trong cuộc. Như Quỳnh đã chọn giải pháp an toàn. Lại là Miao Jiwen. Như Quỳnh, lần này thì pha dứt điểm của Như Quỳnh đã không thể qua được bóng. Lâm Oanh, một tình huống phối hợp đập chồng rất tốt của các cầu thủ Bình Chủng Thông tin. Lâm Oanh hàng sau, và đó không phải là một pha dứt điểm tốt của số 14. Miao Jiwen hàng sau, Quang Trang, vẫn là Miao Jiwen. Một tình huống cứu bóng rất tốt của Bình Chủng Thông tin. Miao Jiwen. Ba pha dứt điểm hàng sau của Miao Jiwen. Và như vậy, chiến thắng đã gọi tên Bình Chủng Thông tin Trường Tư Bình Phước sau cú dứt điểm thành công của Nguyễn Anh. Một trận đấu quá kịch tính ở 17 giờ ngày hôm nay.
trận đấu giữa LB Bank Ninh Bình và U20 Thái Lan. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.